Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bắt sống Tổng thống Iraq Saddam Hussein, người đàn ông được gọi là một trong những kẻ độc tài tàn bạo nhất thế kỷ 20. Vào ngày 13 tháng 12 năm 2003, trong chiến dịch Bình Minh Đỏ, có lẽ đã trở thành phi vụ làm nên tên tuổi lẫy lừng của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Lực lượng này không chỉ là một nòng cốt trong các sứ mệnh đặc biệt của Mỹ, mà họ còn là con át chủ bài trong công cuộc kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông. Đứng trước những thách thức ngày càng lớn từ Bắc Kinh thì người Mỹ không còn đơn thuần là gây sức ép trên phương diện chính trị hay kinh tế nữa, mà họ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến. Là lực lượng tiên phong thì thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sẽ sử dụng những loại vũ khí đặc biệt nào để đối mặt với quân đội lớn thứ ba thế giới? Nếu chiến tranh thực sự nổ ra, nếu chưa có bất kỳ ai giúp bạn có được câu trả lời cho vấn đề này, thì video ngay sau đây của Tin Mới chắc chắn là dành cho bạn. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là một nhánh của các lực lượng vũ trang Mỹ, là lực lượng nòng cốt sử dụng khả năng cơ động của Hải quân để nhanh chóng di chuyển đến địa bàn giao tranh cùng các nhóm đặc biệt được vũ trang tổng hợp trên bộ, trên biển. Họ đã có mặt trong gần như mọi cuộc xung đột trên thế giới như Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, Chiến tranh Triều Tiên, Chiến tranh Việt Nam và tham gia vào những cuộc chiến tranh chống khủng bố toàn cầu. Trong hơn một thập kỷ, sau khi Mỹ đưa quân vào Afghanistan vào năm 2001, họ đã huấn luyện tổ chức hoạt động bộ binh trên bộ và tham gia chiến đấu như các đơn vị chiến đấu lục quân. Nhưng với sự kết thúc các cuộc chiến của Mỹ ở Iraq, Afghanistan và việc Lầu Năm Góc điều chỉnh chiến lược cạnh tranh siêu cường với Nga và Trung Quốc, thì thủy quân lục chiến Mỹ đã xác định Trung Quốc là mối đe dọa đối với Mỹ và các đồng minh trong những năm tới. Hải quân Trung Quốc, từ một lực lượng không có gì đáng nói vào năm 1970, đã trở thành một đối thủ ngang hàng với Hoa Kỳ, ít ra là trên các vùng biển bao quanh Trung Quốc. Hầu hết các chuyên gia tin rằng, trong trường hợp xảy ra xung đột giữa hai nước, thì Biển Đông chắc chắn sẽ trở thành nơi xảy ra các cuộc giao tranh vô cùng khốc liệt. Vùng biển này có một số quần đảo, bao gồm quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và một số đảo nhỏ, đảo san hô, bãi cạn. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đòi chủ quyền 90% Biển Đông và thiết lập các căn cứ quân sự tại một số địa điểm quan trọng. Có 7 hòn đảo nhân tạo đã hoàn thành, tất cả đều được quân sự hóa, một số đã có cả sân bay và không ai nghĩ rằng Bắc Kinh sẽ dừng lại ở đó. Đối với Hoa Kỳ, thì những vùng biển châu Á, trong đó có Biển Đông, giá trị tối quan trọng cần bảo vệ là quyền tự do hàng hải. Bắc Kinh tin chắc rằng, theo thời gian, Mỹ sẽ nhân nhượng thay vì đối đầu, nhưng Washington đã cho thấy rõ ý định khi càng lúc càng tăng số lượng các cuộc tuần tra tự do hàng hải. Trung Quốc đã phản đối các hoạt động của Hoa Kỳ và đôi khi đưa tàu của họ ra thách thức chiến hạm Mỹ. Cho đến nay, hai bên vẫn giữ bình tĩnh và chưa có sự cố lớn nào xảy ra. Thế nhưng, tin mới nghĩ rằng cả hai nước đều đang chuẩn bị cho mình các kế hoạch chiến tranh được diễn tập kỹ lưỡng. Trong trường hợp có xung đột thực sự nổ ra trên Biển Đông, nếu chiến tranh nổ ra thì quân lục chiến Mỹ gần như chắc chắn sẽ tiến vào Biển Đông trên các tàu vận tải của Hải quân và chiếm giữ các căn cứ quân sự, tước đoạt cảng và sân bay của Trung Quốc để ngăn chặn họ triển khai sức mạnh của mình. Kích thước nhỏ của các đảo mà Trung Quốc đang chiếm đóng và cải tạo trái phép cũng đã giới hạn quy mô của lực lượng bảo vệ chúng, cũng như quy mô của lực lượng cần thiết để đánh chiếm chúng. Nhưng dù sao, đây cũng là một vùng biển mở, không phải cứ đánh là thắng, cứ đánh là dồn được con chuột vào góc tường. Vậy đứng trước những thách thức này, thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có vũ khí, khí tài đặc biệt gì để đối phó với Trung Quốc? Chiến tranh đổ bộ là một trong những hoạt động tác chiến chính của thủy quân lục chiến Mỹ. Nên để có thể bắt đầu cho cuộc chinh phạt đất nước tỷ dân thì họ cần phải vận chuyển quân từ tàu tiến vào những căn cứ quân sự trên đảo của Bắc Kinh và xe bọc thép đổ bộ sẽ là thứ cần phải có để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Họ sở hữu hơn 1.300 phương tiện loại này trong biên chế, chúng đã được sử dụng trong nhiều cuộc chiến. Đáng chú ý nhất là chiến tranh Falkland vào năm 1982. Cách đây 50 năm thì AAV là gương mặt sáng giá nhất được đơn vị này lựa chọn, nhưng nó đã bị xoán ngôi kể từ khi thủy quân lục chiến Mỹ biên chế những chiếc xe chiến đấu lưỡng cư ACV đầu tiên vào hồi tháng 11 năm 2020. ACV sử dụng động cơ 6 xi lanh 690 mã lực, mạnh hơn so với động cơ 400 mã lực của AAV.
có thể bơi khoảng 25 km từ tàu vào bờ và đạt tốc độ lên tới 110 km/h trên đường nhựa mà vẫn chạy cực êm. Nó có thể chở 13 lính thủy đánh bộ, tương đương với một tiểu đội và kíp xe 3 thành viên. Theo đánh giá thì ECV sở hữu khả năng bảo vệ binh lính gấp 3 lần so với người tiền nhiệm AAV. Xe có kết cấu ghế ở dạng treo, thân hình chữ V để bảo vệ khỏi các vụ nổ mìn dưới gầm xe, thừa khả năng đương đầu với các mối đe dọa từ hỏa lực trực tiếp và gián tiếp. Không những thế, dáng vẻ vừa cơ động vừa vững chắc này còn giúp cho cuộc tấn công bất ngờ vào các hòn đảo của Trung Quốc thêm phần thuận tiện. Khi ACV còn có khả năng chuyển từ hoạt động trên mặt nước sang mặt đất mà không cần tạm dừng chiến thuật. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là lính thủy quân lục chiến chỉ đổ bộ đường biển hoặc có thể triển khai đội hình bằng cả trực thăng. Mà biến thể mới nhất, mạnh nhất, tải trọng lớn nhất và đắt nhất được lực lượng này sử dụng đó chính là trực thăng CH-53K, 53 Kingsland. So với phiên bản cũ, chiều rộng của cabin CH-53K được tăng hơn 0,3m, khối lượng tăng thêm 15%. Các ghế ngồi được thiết kế mới dành cho 30 người, được lắp đặt trong phần thân chính và có thể tải được 24 thương binh nằm trên cáng. Nó khác với dòng tiền nhiệm CH-53E ở các đặc tính bay, tốc độ tối đa của trực thăng mới được gia tăng từ 280 lên 310 km/h. Điều đặc biệt là nó vừa có thể nâng xe bọc thép, vừa có khả năng tiếp nhiên liệu trong hành trình bay, điều mà ít trực thăng nào trên thế giới có khả năng thực hiện được. Sau khi đổ bộ thành công, mục tiêu lớn nhất của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là đánh chiếm hòn đảo mà Trung Quốc đang nắm giữ càng nhanh càng tốt. Khi ấy, chiến đấu bộ binh sẽ là sự lựa chọn hàng đầu đối với nhiệm vụ này. Để kể tên loại thiết giáp nào là phù hợp trong việc tác chiến trên đảo thì quân đội Mỹ có rất nhiều. Những đứa con cưng được lực lượng thủy quân lục chiến tin dùng nhất trong vòng 40 năm qua thì phải nhắc đến là LAV-25. Nó sử dụng khung gầm bánh hơi 8x8. Phát triển từ nền tảng thiết giáp Mohawk Priyanga của Thụy Sĩ, gắn pháo tự động Pulsemaster M242 cỡ nòng 25mm và súng máy cỡ nòng 7,62mm. LAV-25 được thiết kế cho khả năng di chuyển cấp chiến lược và chiến thuật, mang lại lợi thế trong học thuyết tác chiến cơ động. Hình thức được lực lượng này ứng dụng trong thập niên 1980, trong đó Mỹ đề cao khả năng hành quân liên tục chiếm vị trí có lợi trước đối phương thay vì tập trung vào hỏa lực áp đảo. LAV-25 hoàn thành tốt nhiệm vụ này với tốc độ tối đa hơn 100 km/h trên đường nhựa và 10 km/h trên mặt nước. Giáp thủy quân lục chiến có thể linh hoạt tấn công Trung Quốc từ mọi hướng của hòn đảo mà không gặp phải bất kỳ chướng ngại vật nào. Thậm chí phiên bản vũ trang hạng nặng của nó là LAVAT còn được trang bị tháp pháo với hai tên lửa chống tăng TOW. Bên cạnh đó là mẫu LAVM trang bị cối 81mm và LAVAD phòng không với một pháo Gretchen 25mm cùng 4 tên lửa Stinger. Khi xem đến đây chắc hẳn là nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu rằng tại sao không phải là xe tăng đảm nhận mũi tiến công chính. Không phải thủy quân lục chiến Mỹ đã được trang bị xe tăng chủ lực M1 Abrams từ 2 sao. Thứ nhất là Bắc Kinh khó có thể đặt xe tăng của họ trên các đảo này vì tầm hoạt động của nó quá nhỏ. Thứ hai, các bạn cần phải nhớ rằng xu hướng phát triển của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là trở thành lực lượng tinh gọn, có tính cơ động cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến tranh tương lai. Đặc biệt là các hoạt động đổ bộ đánh chiếm đầu cầu và bảo vệ các điểm nóng dọc bờ biển. Năm 2020, đơn vị này đã loại bỏ toàn bộ xe tăng M1 Abrams ra khỏi biên chế của mình để thay vào đó nhận về nhiều loại tên lửa tầm xa phóng từ bệ trên đất liền, có khả năng triệt hạ các tàu chiến cũng như các mục tiêu mặt đất, đồng thời tăng cường vũ khí cùng các máy bay không người lái. Điều này không những thể hiện sự thức thời của giới tinh hoa Mỹ mà còn khiến thế giới nghi ngại về sự cần thiết của xe tăng trong chiến tranh hiện đại. Và nếu bạn cũng đang thắc mắc với tương lai của xe tăng rằng chúng sẽ lụi tàn hay nở rộ trong vòng một thập kỷ tới thì hãy theo dõi video đã được chia sẻ đường link phía bên dưới. Đừng quên like và nhấn nút đăng ký để ủng hộ tin mới. Quay trở lại nội dung chính, như vậy để đối đầu với Bắc Kinh, Washington đã có những cú lột xác táo bạo dành cho lực lượng thủy quân lục chiến. Nhưng liệu nó có đủ để người Mỹ sẵn sàng cho một cuộc chiến trên đảo với Trung Quốc đại lục hay không, khi nền công nghiệp quốc phòng lớn thứ 3 thế giới lại sở hữu một lực lượng pháo binh vô cùng hùng hậu?
Xét về mặt này thì thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cũng không hề kém cạnh. Sau khi được trang bị hệ thống HIMARS vào giữa năm 2000 thì sức mạnh pháo binh của họ đã tăng lên đáng kể. Hệ thống pháo phản lực này có thể được nhanh chóng di chuyển lên đảo thông qua tàu đổ bộ đệm khí LCAC và chỉ sau vài phút lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ có ngay một hỏa thần chống lưng trên chiến trường. HIMARS mang được một container với 6 đoạn rocket cỡ 227 ly hoặc một tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 Aztec. Theo các chuyên gia thì đây là loại vũ khí sát thương cực lớn, chỉ mất 20 giây để phóng 6 quả rocket. Vùng sát thương của hệ thống bao trùm một diện tích rộng 78,5 ha. Các bạn cứ thử tưởng tượng xem, nếu là một tiểu đoàn pháo phản lực trang bị toàn HIMARS có thể đồng loạt bắn tới hơn 100 quả đạn trong vòng 20 giây thì đây là một đòn đánh hữu hiệu để cày nát đội hình bộ binh, phá hủy các doanh trại đóng quân, điểm tập kết xe tăng và xe thiết giáp, tiêu diệt trận địa pháo binh cũng như là đánh sập hệ thống hầm hào kiên cố của Trung Quốc. Mặc dù vậy, diễn biến của bất kỳ cuộc chiến nào cũng có thể xảy ra theo nhiều chiều hướng khác nhau, khiến cho những kế hoạch được vạch sẵn có thể đổ bể bất cứ lúc nào. Trong trường hợp các đơn vị viễn chinh của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ không được hỗ trợ hỏa lực bởi pháo binh hạng nặng và máy bay cường kích AV-8B, Harrier-2 và F-35 chính là vị cứu tinh của họ. Đây không phải là tiêm kích tốt nhất trong biên chế quân đội Mỹ. AV-8B Harrier-2 có thể xuất phát và trở về các tàu tấn công đổ bộ cỡ vừa thay vì đòi hỏi các tàu sân bay hoặc căn cứ không quân quy mô lớn. AV-8B được trang bị một động cơ phản lực Rolls-Royce Pegasus 105 cho vận tốc bay tối đa là 1.085 km/h và có tầm hoạt động 2.200 km. Nó có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 14 tấn nếu cất cánh trên đường bằng và có thể mang theo 6 tấn vũ khí gồm bom và tên lửa các loại. Còn trong gia đình F-35, Thủy quân lục chiến Mỹ đã tiếp nhận phiên bản F-35B và F-35C. Đặc biệt, tiêm kích F-35C có dự trữ nhiên liệu lên tới gần 9 tấn, lớn nhất trong 3 biến thể F-35 và nhiều hơn 46% so với các máy bay chiến đấu tàng hình khác, tức là nó sẽ có thời gian hoạt động lâu hơn mà không cần phải tiếp nhiên liệu. F-35C có thể mang theo 2 tên lửa không đối không và 2 quả bom GBU-31 trọng lượng 900 kg. Chắc chắn đây sẽ là những quả át chủ bài tiêu diệt các máy bay ném bom, máy bay cường kích và tên lửa của Trung Quốc để bảo vệ an toàn các mục tiêu mặt đất và trên biển khỏi các cuộc tấn công của không quân đối phương. Có thể nói AV-8B và F-35 được coi là một trong những nền tảng cơ bản trong chiến dịch đổ bộ của lực lượng này. Và tất nhiên, vũ khí cuối cùng để thủy quân lục chiến Mỹ chiến thắng Trung Quốc chính là con người. Dù không được tính là vũ khí theo quan niệm truyền thống, quá trình huấn luyện rất khắc nghiệt giúp binh lính trong đơn vị này trở thành những sát thủ đáng gờm. Từ binh nhất cho đến chỉ huy đều phải trải qua giai đoạn huấn luyện bộ binh kéo dài đến 11 tháng, đảm bảo họ có sức chiến đấu cao nhất trong các lực lượng vũ trang Mỹ. Họ sẽ phải sử dụng thuần thục rất nhiều loại vũ khí, đặc biệt là súng. Vũ khí bộ binh tiêu chuẩn của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ là súng trường tấn công M4A1, vũ khí đeo bên mình là súng lục M9, hỏa lực bổ sung cho cấp tiểu đội gồm có súng máy M249 SAW và M27 IR và M240 dành cho cấp đại đội. Ngoài ra, họ còn trang bị súng phóng lựu M203 và M32 cho các tiểu đội và súng cối M224 60mm dành cho các đại đội và súng cối M252 81mm cho cấp tiểu đoàn. Súng máy hạng nặng Browning M2 và súng phóng lựu tự động MK194 40mm dành cho bộ binh. Mặc dù chúng thường được đặt trên các chiến xa, hỏa lực chính xác gồm có súng trường bắn tỉa M40 và súng bắn tỉa hạng nặng có khả năng phá vật cản Barrett M107 dành cho các xạ thủ trinh sát bắn tỉa. Trong khi đó, các tay thiện xạ hơn thì sử dụng súng trường được trang bị riêng cho họ có tên là M39MR và SAM-R. Chỉ cần như vậy thôi là mỗi người lính Mỹ cũng đã trở nên đáng sợ trong con mắt của Trung Quốc hơn rất nhiều rồi. Kể từ khi Trung Quốc cố tình bành trướng ở Biển Đông, Mỹ cũng liên tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm gia tăng sức ép quân sự dưới nhiều cách thức khác nhau. Nhưng nếu Bắc Kinh vượt qua làn danh đỏ thì chắc chắn Washington sẽ chẳng ngại ngần gì mà không vượt Bắc Thái Bình Dương để tới năn ghen Trung Quốc.
Và trên đây là những loại vũ khí chủ lực mà lực lượng tinh nhuệ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ chắc chắn sẽ sử dụng để tấn công các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc. Nếu như Washington muốn có một cuộc xung đột thực sự trên Biển Đông, thì theo các bạn, họ sẽ phải đối đầu với những loại vũ khí khủng khiếp nào của Bắc Kinh? Hãy chia sẻ dự đoán của mình xuống bên dưới video và đừng quên ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.